Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Đoàn Ngọc Phụng và năm nay mình 24 tuổi. Đây là lần đầu tiên mình có làm ra những video và tự lập cho mình kênh YouTube riêng. Kênh của mình thì tất nhiên là liên quan đến những sở thích và đam mê cá nhân của mình rồi. Cô gái nào mà chẳng thích thời trang và những món đồ như là tủ sách, giày dép, quần áo chứ. Nhưng mà kênh của mình thì cũng không phải là một kênh để unbox hay là đập hộp như các hot girl người nổi tiếng hay làm khác. Tại vì mình cũng không có đủ điều kiện kinh tế hay là chờ ai đó tinh tinh vào tài khoản của mình mỗi ngày để mình có thể mua sắm được. Nhưng mà kênh của mình thì chủ yếu hướng tới vấn đề compare và so sánh giữa sản phẩm đồ out và sản phẩm fake một cách chân thực nhất, có nghĩa đặt hai sản phẩm bên cạnh nhau thì để cho mọi người có thể nhìn thấy những chi tiết, điểm giống nhau và khác nhau giữa hai sản phẩm nhé. Và trong tập đầu tiên này của mình thì mình xin phép được chia sẻ một ít kinh nghiệm của mình đã học hỏi được về khái niệm giữa hàng out, hàng fake thì sẽ như thế nào nhé. Đối với mình thì hàng out thì rất là dễ định nghĩa thôi, vì nó là cơ bản là những sản phẩm chính hãng đến từ một công ty mẹ, thì người Việt của mình hay gọi nôm na đó là hàng hiệu. Còn hàng fake thì sao? Hàng fake thì cơ bản của nó là hàng nhái, hàng copy lại với hàng sản phẩm out. Nhưng mà nó rất là khó định nghĩa, kiểu phân tầng ấy, phân từng cái chất lượng và cái giá trị của chúng. Thì ví dụ một bé Lệ Vi hay một bé Chanel này thì cũng rất là nhiều xưởng hàng làm ra mẫu đó rồi, từ vài trăm nghìn hay là vài triệu đến cả trăm triệu. Rất là nhiều xưởng làm ra đấy, luôn rất là nhiều người còn không tin là tại sao có những sản phẩm fake này có cả vài chục triệu hay là cả đến cả trăm triệu như vậy. Ví dụ bên Shiner nhá, thì có rất là nhiều xưởng sản xuất như là Hồng Kông này, Quảng Châu này, Thập Quyến. Còn kể cả bên châu Âu nữa thì người ta có rất là nhiều xưởng để người ta gia công lại. Thì mình cũng đang nghiên cứu và đang học hỏi thêm về những cái xưởng đó. Thì nếu mà mọi người quan tâm thì mình cùng nhau chia sẻ và mình cùng nhau học hỏi thêm. Và mình sẽ lên clip sau, nếu mà mọi người quan tâm thì mọi người hãy inbox hoặc là comment lại giúp mình nhá. Thì mình sẽ chia sẻ trong các clip sau. Ví dụ mà mọi người đã từng nghe qua các khái niệm từ người bán như là hàng fake 1, hàng fake 2, hàng super, hàng siêu cấp, ở hàng rep gì đó đúng không ạ? Rất là loạn, thì mình cũng không hiểu tại sao mọi người có thể tự định nghĩa hay là tự kiểu đặt tên cho tùy từng loại hàng đó như thế. Ví dụ nhá, bạn tại vì căn bản ví dụ thì mọi người có thể tìm một sản phẩm lên Taobao đi hay là 1688 thì có rất là nhiều những cái shop cạnh tranh, kể cả những cái shop lấy y hệt ảnh đó hoặc là những cái shop mà cùng là một mẫu đó nhưng mà rất là nhiều giá khác nhau, thì mọi người cũng rất là loạn, cũng không biết là cái shop nào tốt hay shop nào đúng với cái chất lượng y hình như thế. Thì về tay những hàng sản fake thì nó cũng như vậy, một mẫu thì phải có rất là nhiều, vô cùng nhiều những cái xưởng, là ví dụ từ hàng rẻ đến hàng đắt. Rẻ thì có thể mọi người nhìn thấy phân biệt ngay, nhưng mà càng ngày nó càng cao cấp hơn, nó càng tiến bộ hơn. Những xưởng hàng bên Shiner thì rất là giàu, thì mọi người có thể thấy là càng ngày nó càng giống xịn. Thì bên đó thì người ta bỏ tiền ra hàng, mua hàng hiệu thật sự luôn. Thì người ta mua rất nhiều, người ta xếp hàng mua. Thì người ta, những người chủ thì người ta mua về, người ta cắt ra, người ta đưa cho những người thợ lành nghề để người ta có thể copy lại sao cho giống ao nhất, hoàn hảo nhất để người ta bán ra thị trường. Thì ví dụ chưa kể là những cái túi đi, hay là những cái đôi giày, thì chưa kể là những cái lòng, cái cơ bản là chiếc túi và đôi giày đó, thì bên cạnh đó thì nó còn làm ra như là những phụ kiện đi kèm, như là những chiếc bóc này. Những chiếc bóc thì càng ngày càng tinh xảo, có rất là nhiều xưởng làm ra cái phụ kiện này nhá mọi người nhá. Từ bóc rẻ tiền thì mọi người có thể nhìn thấy ngay, nhưng mà đến những bóc cao cấp ý, thì đến có giá cả vài trăm nghìn bóc đó. Ví dụ đây là bóc LV này, bóc out và bóc fake này đó. Mà kể cả có những xưởng nhá, bán hàng fake nhá, nhưng người bán, người ta mua về, người ta để bán lại cho người dùng ấy, thì người ta đã mua những sản phẩm túi giấy này, bill này, bóc lại để người ta bán lại để cho người dùng cảm giác họ trả giá trị hơn. Kể cả những hàng fake nhá, những người ta có thể bỏ tiền ra tầm vài trăm nghìn đến một triệu để người ta mua những chiếc bóc này hay là những cái túi giấy hàng out và hàng fake. Thì bên trên thị trường thì hàng fake thì vài chục đến cả vài trăm một mẫu, hàng out thì cũng vậy, nên là người ta có thể mua, người ta trà trộn vào đó. Đây là mình lên tay là một chiếc túi hàng out của Chanel và fake của Chanel, thì rất khó phân biệt khi mà mình không động vào hay mình không sờ vào ấy đó. Chưa kể là đến hộp này, những cái chiếc hộp này đó, những chỗ chiếc hộp rẻ thì mình nghĩ là rất là dễ phân biệt rồi, và những đến chiếc hộp đắt thì khá là khó, hoặc là đối với mình thì khó đó. Còn chưa kể những cái ví dụ như của Chanel thì nó hay có những cái loại ribbon này, thì rất là nhiều những cái chi tiết này. Ví dụ cái chi tiết này chưa chuẩn thì càng ngày nó sẽ càng chỉnh cho chuẩn theo cái phone của Chanel. Đây là những bông hoa trà này, bông hoa trà này cũng rất là nhiều loại hoa trà luôn, từ những cái chất liệu hay là những cái kiểu hoa trông như thế nào xịn, thì nó càng ngày nó càng nhái giống đó. Thì mình quên mất mình chưa có một bông, là mình không để một bông xịn ở đây. Thì chưa kể nói về những cái sạc của Chanel, mình nói Chanel thôi trước thôi, thì để về những vấn đề này thì mình sẽ chia sẻ trong các clip sau. Thì ở đây mình có hai cái sạc
một cái cạp xịn và một cái cạp khá là đẹp. Thì hồi xưa thì mọi người có thể hay thấy người ta phân biệt là như là kiểu những cái cạp rẻ thì nó hay có nhiều hologram hoặc fake ấy, thì nhưng mà bây giờ nó sẽ không làm được hologram như thế, được bảy màu ấy, đánh bảy màu nữa, thì nó sẽ làm càng ngày càng giống hơn về cốt này, về những cái chữ đó. Thì nếu mà mọi người quan tâm thì mình sẽ chia sẻ sau trong những cái clip sau nhé. Còn đây là về ví dụ một cái bill đi, một cái bill, đây là một cái bill copy thôi, thì đối với mình nó không có ý nghĩa gì, tại vì nhìn thấy là mọi người biết ngay là dở rồi. Nhưng mà bây giờ thì người Việt mình, ngay từ chính người Việt mình hay là bên China thì nó đã có máy in và máy sản xuất lại những cái bill như thế này. Đây là một cái bill photo thì nó không có giá trị rồi, nhưng mà càng ngày nó sẽ càng in giống hơn, như là những cái receipt hay là cái bill của Chanel thì nó in nổi những cái đường ở cái logo hãng ấy, rất là giống. Mình đã nhìn qua rồi, những ngày giờ này, người tên người mua này, giá tiền này, hay là tên sản phẩm bao nhiêu nữa, thuế má các thứ rất là nhiều luôn, rất là giống luôn. Nếu mà thật sự mình mà không có kinh nghiệm chắc là mình sẽ mua nhầm thôi. Đó, đó, chưa kể là những cái thứ nhỏ nhất thì càng ngày nó sẽ càng cải thiện hơn, càng tinh xảo hơn. Nên là mình là một trên phương diện người dùng nữa thì mình cũng rất là mong là mình không phải mua nhầm bất kỳ một cái túi nào. Tại vì cái tâm lý ví dụ mình mua một cái túi mà không phải qua một cái kiểu như là mình không có tiền mình đi so, hay là mình mua sách tay về, thì mình cũng rất là lo lắng. Nếu là mua yêu đó thì mình lo lắng là không biết là giống xịn không. Nhưng mà thì mình cũng sẽ cố gắng kiểu như là trau dồi thêm kiến thức của mình. Thì đối với mình thì sử dụng hàng fake hay là hàng ong thì nó cũng không quá quan trọng, tại vì miễn là sao cho nó phù hợp với nhu cầu của cá nhân. Nhưng mà mình cũng mong là như mình cũng không mua nhầm giữa hàng ao bằng fake, kiểu như mua fake thành ao, hoặc là những người tiêu dùng thì sẽ không mua nhầm, ví dụ fake kiểu như là ví dụ mua fake thì rẻ tiền thì người ta lại mua thành cao cấp, tại vì có rất là nhiều phân cấp bậc như vậy. Thì mình cũng là để ra và ra những cái video này và làm lật ra một kênh YouTube này, thì nó mình cũng thúc đẩy mình kiểu như cũng vì đam mê thì mình làm. Thì mình cũng mong là lập ra một kênh YouTube này, mình mong là mình sẽ được học hỏi thêm những kinh nghiệm mà mình còn thiếu, tại vì cái kinh nghiệm của mình thì quá ít, mình cũng không có nhiều tiền để mình có thể mua đồ để mình có thể so được, hay là mình cũng không phải là một chuyên gia hay là một seller mà có thể cầm qua rất là nhiều sản phẩm au rồi để mình có thể kiểu nhìn phát là phán ngay là như thế này là au, như thế này là phát được, hay mình cũng không có kiểu thẩm định hay thẩm định gì ấy đâu cả. Mình chỉ mong là trên phương diện người dùng thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người những thứ mình đã dùng hoặc là những thứ mình đã biết. Tại vì hàng fake thì mình cũng nghiên cứu khá là lâu, còn hàng au thì mình cũng có một số cơ hội được sờ nắn một số sản phẩm rồi. Nhưng mà tất nhiên là còn một số sản phẩm mình còn chưa nhìn thấy luôn, còn chưa có cơ hội nào để mua, chắc là rất là xa vời. Những cái mẫu túi mình thích thì khá là xa vời, nhưng mà thôi mình cố gắng, mình dần dần. Thì nếu mà mọi người quan tâm đến chính những sản phẩm mà mình muốn mua, mình đang chuẩn bị mua, mình băn khoăn, thì mình có thể vào kênh YouTube của mình. Nếu mà mình có thể chia sẻ gì cho mọi người thì mình sẽ chia sẻ hết. Còn nếu mà mình mong muốn là mình sẽ học tập nhiều hơn, tại vì cái này là mình nghĩ là học nó là muôn đời rồi, thì mình cũng mong là sẽ được thêm nhiều kiến thức, thêm nhiều kinh nghiệm bổ sung vào kiến thức của mình. Và nếu mình biết cái gì thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Thì đây là một kênh mới thôi. Mình thực ra cái clip này là mình đã quay lại là lần thứ 3, lần thứ 4 rồi, rất là nạn. Lần đầu tiên thì mình có người quay, người setup rồi, edit các thứ cũng rất ok, nhưng mà mình không xem lại thì mình trông ngu lắm, mình nói năng kiểu như rất là kiểu thứ lọ kia nó ngắt ngứ ấy. Thì rất là mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho mình, thì mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn. Nên là rất là mong mọi người nếu mà thấy cảm thấy các video của mình hay kênh của mình hay, thì mọi người có thể like này, share này, subscribe kênh mình, thì mình sẽ cố gắng thêm nhiều động lực và mình sẽ cố gắng kiểu mua sắm một số để mình có thể chia sẻ cho mọi người so sánh phân biệt theo một cách thực tế, đặt out và đặt fake bên cạnh nhau để mọi người nhìn thấy một cái nhìn chân thực nhất nhé. Thì cảm ơn mọi người và bye bye mọi người nhé.